Rồi sau đây chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khởi động men lên. Chúng ta sẽ bấm công tắc ở phía sau bên phải của mixer nha các bạn. Nhằm giúp các bạn có thể hoàn toàn làm chủ và sử dụng dòng mixer này, Nghĩa sẽ hướng dẫn các bạn thao tác hiệu chỉnh bằng tay cơ bản như sau. Đầu tiên các bạn có thể nhìn vào cái phần màn hình chính, chúng ta sẽ thấy là có micro số là 18, tức là cái số này chính là âm lượng. Chúng ta có từ 0 lên tới 99. Kế bên chúng ta có phần music 16, effect 60. Ở phần VOD, tức là cái ngõ vào tín hiệu music VOD. Thì những cái nút này chúng ta có thể thay đổi bằng cách micro, chúng ta có thể dùng xoay cái nút mic bên đây. Như các bạn thấy số 18 thì chúng ta xoay về đây thì bắt đầu nó sẽ giảm. Đây, hiện tại chúng ta đang xoay về 0. Đó. Đường music cũng vậy, mình sẽ xoay vào bằng cái ngõ music thì đường music cũng sẽ về 0. Thì ban đầu chúng ta nên sử dụng á, để tất cả những cái thông số nó về 0 hết, như vậy nó sẽ an toàn hơn. Và khi chúng ta chỉnh, chúng ta sẽ mở lên từ từ. Thì các bạn cần nắm các phần như thế này. Ở bên ngõ input ban đầu vào thì chúng ta sẽ bấm vào nút input để chọn ngõ vào music. Chúng ta sẽ ấn 1-2 lần để qua cái hướng là auto. Đây chúng ta sẽ ấn một lần music input. Đây chúng thấy là BGM, ấn một lần nữa là optical, ấn một lần nữa auto. Thì các bạn để chế độ auto để khi mà các bạn vào tín hiệu ngõ nào trước thì cái mixer chúng ta sẽ tự nhận tín hiệu đó. Ví dụ như hiện tại mình đang vào là ngõ BGM. Vì cái dòng mixer này nó đã hay sẵn rồi nên các bạn không cần phải thao tác nhiều, thì cái mixer nó cũng đã cho cái âm thanh khá là chuẩn. Các bạn có thể nắm các bước cân chỉnh giống như là mình muốn thao tác riêng. Đây ở phần micro thì thao tác như sau, chúng ta sẽ ấn vào phần mic một lần thì chúng ta sẽ vào phần equalizer, và các bạn muốn chỉnh equalizer ở trên thì chúng ta sẽ xoay cái nút micro. Đây chúng ta có từ cái dãy là 1, chúng ta có lên tới tất cả là 20 dãy. Và ở mỗi chỗ để dãy 20 thì chúng ta có thể thay đổi bằng cách là chúng ta xoay cái nút effect và nút music kế bên. Ví dụ như chúng ta xoay nút effect. Đây, chúng ta có thể thay đổi cái tần số hẹt của cái dãy 20. Và nếu mà chúng ta quay nút music thì chúng ta sẽ thay đổi cái biên độ decibel của nó. Ví dụ chúng ta thay cắt xuống hoặc chúng ta tăng decibel lên. Đây. Và chúng ta tiếp tục ấn vào phần mic để vào sâu hơn thì chúng ta có cái phần là cắt âm thấp và cắt âm cao. Thì nếu như mà các bạn nghe tiếng ù của cái micro thì cái đó chính là do cái tần số hẹp này nè, nó làm cho ù. Thì cách đơn giản để xử lý là các bạn tăng cái tần số này lên cao một chút xíu, thì thông thường là mình để 120. Các bạn có thể tăng lên 150 lên tới 180 nếu như cái tần số ù nó vẫn có, thì nó tùy thuộc vào không gian của từng phòng. Và đây là chúng ta có thể vào cái phần equalizer. Ở đây chúng ta sẽ có là max volume. Các bạn có thể set up là cái volume maximum. Thì ở đây mình là 86 thì có thể là chúng ta để khoảng tầm là 40, tức là cái người ở ngoài người ta sẽ không can thiệp vào.